Chào anh em, mình là Nguyễn Xuân Hiền. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2019. Thì mình làm cái video này để giải đáp các thắc mắc cho anh em về cái vấn đề là sợ mua hàng đấy, sợ đặt cọc, rồi sợ không được kiểm hàng, rồi lại không đúng hàng. Rất là nhiều anh em, rất là nhiều cái nỗi sợ đấy. Thường thì những anh em sợ như vậy đấy là ví dụ anh em mà sợ lừa cọc ấy, đấy thì trước đấy các anh em cũng đã bị lừa cọc rất là nhiều rồi đấy. Anh em sợ mà không được kiểm hàng ấy, đấy thì anh em cũng đã bị lừa mua phải hàng không đúng rất là nhiều rồi đấy. Thì anh em mới biết được những cái sợ đấy. Thì đây thì mình sẽ quay hàng cho anh em xem. Ở đây thì nó cỡ khoảng hơn chục cây đao gì đấy nha anh em nhé, hơn chục cây đao. Thì chỗ này về cuối năm thì anh em biết rồi, cũng không còn nhiều hàng, nó lác đác thôi đấy, lác đác. Chỗ này chắc cả cỡ khoảng hai mấy ba mươi cây, cả bên trong rồi nữa, cả bên trong rồi nữa thì chắc cũng chỉ hai mấy ba mươi cây thôi, nó không được nhiều đâu đấy, hai mấy ba mươi cây đào. Thì tính ra là mỗi cây mình cứ gọi là trừ hết các chi phí đi, gọi là còn 500.000 đi, tạm gọi những cái cây này là 600-700.000 cây đấy. Thì anh em cứ thử tính, làm một phép tính đi, ở chỗ này còn khoảng hơn chục cây, rồi chỗ này khoảng ấy nữa thì khoảng 40 cây, thì anh em cứ gọi là lấy 650.000 mà nhân với cả 4 đấy, đấy nhân với cả 40 đấy thì xem được bao nhiêu tiền đấy. Còn chỗ này của mình thì cỡ khoảng gần 30 cây kiếm 80, nói chung là 25 cho đến 30 cây gì đấy. Mỗi cây thì nó rơi vào 1 triệu 2 cho đến 1 triệu 3. Đấy thì anh em cứ thế mà anh em nhân lên đấy. Thì còn ở đây, ở đây thì mình không biết số lượng chỗ này nữa là bao nhiêu cây nữa, nhưng mà nó ước chừng nó cũng phải tầm tầm cỡ khoảng 40 đến 50 cây nha anh em nhá, 40 đến 50 cây. Anh em đừng tưởng ít nhá, anh em đừng tưởng ít, không hề ít đấy, không hề ít một tí nào đấy. Thì anh em lại cũng nhân lên xem là nó được bao nhiêu tiền đấy. À, còn đây chỗ này thì nó cũng năm hay là nói chung là 5-6-7 cây quan công gì đấy. Đấy, mỗi cây này thì nó cỡ khoảng 1.4 triệu đấy, 1.4 triệu đấy. Thì anh em cứ tự nhân lên. Còn ở đây là các cái hộp, cái hộp thì là khoảng 2 triệu đấy, có hộp thì 3 triệu đấy. Thì anh em cứ nhân đấy. Ôi tí luôn trả lời nhá bố nhá. Đợi đợi con tí con làm cái video đã. Đấy thì anh em cứ thế mà anh em nhân lên thôi. Được rồi, đợi con một tí. Có tính nha, chỗ anh em đừng tưởng là một tí này một xíu là ít tiền nhá, không hề ít tiền đâu, mấy chục triệu ấy đấy, nói thẳng anh em luôn. Đây chỗ này thì đây đào, đây đào chỗ này này, chỗ này xíu này cũng phải mười mấy cây đấy, trông vậy thôi nhá, những cái cây zombie nó rất là mỏng đấy, nó cũng mười mấy cây đấy. Đây chỗ này toàn zombie thôi. Đây chỗ này là không cần phải ấy nữa, chỗ này là có 20 cây, chỗ này là có 20 cây đao và mấy cái cây dao nho nhỏ nữa đấy, rất là nhiều đấy. Còn ở trên này thì cỡ khoảng chỗ này 1 2 3 thì tính ra là 7, còn có 7 cây thôi này. Còn ống nhá, ống này thì cứ trung bình là 1.4 triệu một cái ống này đấy, thì mình còn cỡ khoảng 4 cái ống đấy, cái còng nữa đấy, cái còng nữa. Anh em nhìn đấy, anh em cứ thế mà nhân ra thôi. Còn đây là số điện thoại của mình đấy, mình cho anh em xem hàng trước, bắt đầu mình mới nói đến cái xong này. Chỗ này hôm qua mình bán được cỡ khoảng 6 cây 52 đi rồi, chỗ này còn 17 cây nha anh em nhá, 17 cây 52 đấy. Trong này thì cái chỗ 52 này cỡ khoảng chục cây. Đây là đồ điện này, những cái đồ điện này. Đấy. Rồi trong kia là mấy cái cây đao giọt lệ.
chỗ này, trong chỗ này anh em đừng tưởng đùa, người mấy triệu của mình ấy không phải ít đâu. Này, đây đồ điện, súng điện. Đấy, súng điện thì có 1 2 3 4 4 hộp. Đấy, 4 hộp và một cây bị hỏng. Đấy, nói thẳng luôn, 4 hộp, 4 cây và một cây bị hỏng. Đây. Thì thường ấy, những cái đồ điện mà bị lỗi như này này, đấy thì mình sẽ không mờ, mình gửi cho anh em. Tất cả những đồ điện mình gửi đi mình đều phải quay video, à không phải quay video nhầm, mình đều phải test cho anh em nhá. Tất cả những cái hàng không đạt yêu cầu này mình sẽ đổi lại cho chủ. Đấy. Nói thẳng anh em như vậy. Đấy. Đây còn gậy ba khúc các thứ thì ở đây nó cũng có ít ít thôi. Nói chung là gậy ba khúc này thì mình không chuyên nên là mình chả nhập nhiều. Đây chỗ này thì có mấy cây dao găm đắt tiền. Đấy, mỗi cây này nó cũng lên đến gần triệu một cây đấy. Còn gậy ba khúc này này, gậy ba khúc này nó cũng lên đến gần triệu một cây nha anh em nhá. Đấy, chỗ này quanh quanh chỗ này mình tính 1 2 3 4 5 6 7. Nói chung là chỗ này cũng hơn chục triệu. Đấy, anh em đừng tưởng ít tiền, không hề ít tiền. Đây. Đây trong này có các cái ống nhá các thứ. Ống thì nói chung là nó cũng thấy mà. Còn đây trong này, trong này nói thẳng anh em là nó cỡ khoảng 20 cây gì ấy, còn khoảng hơn 20 cây. Hơn 20 cây nhật 1 mét. Đấy, hơn 20 cây nhật 1 mét thì mỗi cây trung bình là tối thiểu là 1 triệu rưỡi một cây. Đấy. Thì mình hỏi anh em một câu như này. Có thằng nào nó nhập bằng này hàng về để nguyên nó đi lừa cái thẻ 50.000 không ạ? Không, đúng không? Đúng không? Chả nào đi lừa, nhập nguyên đống hàng này về đi lừa cái thẻ 50.000 hay gì cả. Nó không xứng đáng, nó không xứng đáng nha anh em nhé. Nó không xứng đáng một tí nào cả. Đấy, kể cả 100.000, 200.000 lừa, liệu có lừa được mãi không? Hay chỉ lừa được một lần, một người, hai người? Đấy, cứ cho là vài chục người đi nhá. Rồi bố ơi, đợi con tí. Rồi con sẽ xuống, cứ từ từ đã. Đúng không ạ? Lừa, cứ cho lừa gọi là bao nhiêu? Gọi là cho lừa được 100 người đi. 100 người. Đấy, lừa mỗi người được cái thẻ gọi là 100.000 nhá, không nói 50 nữa, lừa mỗi người cái thẻ 100.000. Vâng. Thì được 10 triệu. Đúng không ạ? 10 triệu. Thì anh em thử nghĩ xem, 10 triệu ấy liệu có mua được 10 triệu đấy, liệu có nhập được cái chỗ hàng ở dưới này không? Chỗ hàng này cũng mười mấy triệu ấy. Đúng không ạ? Đến bao giờ mới đủ được cái gốc? Đúng không? Đến bao giờ mới đủ được một tí ở đây? Chưa kể la liệt ở đây rất là nhiều. Rất là nhiều nha anh em nhé. Đấy, thì anh em phải đặt ra cái câu hỏi. Thế bây giờ nó nhập bằng này hàng về, nó chỉ để đi lừa cái thẻ 50, 100 thôi à? Đấy. Hay là nó chỉ hay là nó nhập bằng này hàng về để nguyên nó gửi cho anh em cái cây gậy bóng chày? Chẳng lẽ nó lại gửi cho mình cái cây gậy bóng chày? Thế nó nhập nhiều hàng như này để làm gì? Đúng không ạ? Những cái thằng lừa đảo ấy, nó cũng chỉ nhập một cây, hai cây về, nó làm mẫu thôi, để nó đi lừa anh em thôi. Chứ nó làm sao mà có cái kho hàng như này được. Đấy, anh em nhá, mình là thanh niên, đầu óc mình nhanh nhẹn. Đấy, đầu óc mình cởi mở. Đấy, chứ mình không phải là các cái bác già, không phải bác già thế hệ ngày xưa. Mình nói thẳng anh em luôn, mình không phải các cái bác già thế hệ ngày xưa mà bảo là gọi là đầu óc không còn được nhanh nhạy nhiều anh em thanh niên nữa. Đấy, mình nói thẳng anh em như vậy luôn. Đây mình không phải mình coi thường các bác hay gì nhá, mà thực sự là các bác ấy lớn tuổi rồi. Ừ thì không nói rồi, đúng không ạ? Nhưng mà anh em thanh niên, anh em thanh niên, thế tại sao mà lại cứ phải là hàng có được kiểm không, có phải cọc không, đúng không ạ? Thế tại sao anh em không tìm hiểu? Anh em đầu óc có mà, đúng không? Có anh em là, nếu mà anh em là mà không có đầu óc ấy, mà cảm thấy là không mấy được ấy, thì mình nghĩ là cũng chả mua cái hàng này làm cái gì cả. Toàn anh em đầu óc nhanh nhẹn. Đấy, đúng không? Chân tay đoàn hoàng, đầu óc thì nhanh nhẹn.
Mà tại sao lại không nghĩ, không không dùng để nghĩ nhỉ? Tại sao nhỉ? Đúng không? Tại sao những người mà người ta sẵn sàng, người ta mua bên mình, người ta chuyển khoản bên mình cho khoảng 100% luôn. Đấy, ví dụ một cái cây đao kia, à một cái cây kiếm này, xin lỗi anh em, một cây kiếm này 3 triệu mốt người ta chuyển khoản mình để người ta lấy một cái gậy. Để người ta lấy được một cái gậy vào khúc 4,5. Đúng không? Tại sao ạ? Vì người ta có tìm hiểu, có tìm hiểu bên mình cái thứ nhất. Cái thứ hai, hiểu biết. Những người hiểu biết. Cái thứ nhất là hiểu biết về cái hàng hóa này. Cái thứ hai, hiểu biết về cái người bán. Đấy, người bán người ta như là, đúng không? Còn mình nói rất nhiều, mình nói rất 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 nhiều các cái video khác rồi. Mình bảo nha, anh em mua bán tìm hiểu kỹ trước khi mua, tìm hiểu trước mua sau, đừng có mua làm cái gì cả, đừng có đặt hàng rồi bắt đầu mới tìm hiểu. Cứ tìm hiểu kỹ trước khi mua thì anh em không, anh em bị lừa. Tại vì sao? Ngày xưa mình làm, trước đây hồi mình còn đi giao hàng, mình có mua một cái cây dù cơ điện 1101 giá là 350.000 và mình bị lừa. Mình bị lừa, nó gửi cho mình là cái đèn pin thường. Nó gửi mình cái đèn pin thường nha anh em nhá, không phải dùi cơ điện. Đấy, xong bắt đầu mình mới nghĩ ra, mình mới lẩy luôn số ra một điều như này. Bây giờ chúng nó đi bán lừa đảo như này, nó kiếm thế này thì không biết bao nhiêu tiền. Đấy, tại sao mình lại không bán thật? Tại sao mình lại không đi bán thật, bán hàng thật? Mình lên cửa khẩu, mình nói thẳng anh em này, đầu tiên mình không biết, mình không không có biết đấy đâu, mình không không nghĩa là sau khi một lần này mình đã không tin tưởng ở trên mạng rồi đấy, mình có theo dõi cái nhà chủ này, nhưng mà mình không nhập của người ta, mình không nhập. Tại vì sao? Tại vì người ta bắt mình chuyển khoản 100%, lấy đơn hàng 10 triệu người ta mới bán. Mình không nhập của người ta, mình lọ mọ mình lên, mình và bạn mình lọ mọ lên Lạng Sơn tìm mối. Đấy, nha anh em nhá, lọ mọ, hai thằng lọ mọ lên Lạng Sơn tìm mối, nhưng mà không có mối, nhưng mà lại chúng nó chặt chém quá không nhập được. Bắt đầu mình theo dõi cái nhà đấy đúng một tháng rồi, đúng một tháng. Đến cái ngày 30 mình gọi điện, em muốn lấy cái đơn hàng như này như này. Em muốn lấy cái đơn hàng như này. Mình đặt một phát, mình không đặt đơn 10 triệu mà mình đặt đơn hàng đầu tiên của mình là 12.430.000, mình chuyển cho người ta 12,5 triệu. Đấy, mình chuyển người ta 12,5 triệu, mình không có lấy lại 70.000 hay cái gì cả. Mình chuyển người ta đúng 12,5 triệu. Tại vì sao ạ? Tại vì trong một tháng đấy mình đã theo dõi và mình tìm hiểu người ta, mình xem các cái bình luận của người ta, của khách hàng đấy trả về người ta nhà, mình vào đến từng cái ảnh đấy, mình xem các cái bình luận xem họ nhà. Cái nữa là như này, người ta phát trực tiếp, anh em hiểu không, người ta phát trực tiếp, người ta ngồi trên nguyên một cái đống đao kiếm, nguyên một cái giường, mình thật anh em, cái giường trên đao dưới kiếm rủi cuối điện xếp một mẫu hàng trăm cái. Thì bắt đầu mình đặt ra câu hỏi, mẹ nó nhiều hàng như thế này, nó việc gì nó phải đi lừa mình nhá, mà một vài chục triệu làm cái gì. Đấy, theo dõi nguyên tháng luôn, cứ xem live stream thôi. Tại vì sao ạ? Cái người có hàng người ta mới live stream được cho anh em, người ta mới quay được cho anh em như thế này nha anh em nhá. Đấy, còn anh em ấy, mình nói anh em này, anh em mua hàng đấy ở đâu cũng vậy thôi, anh em bảo là quay cho xem hàng, đọc tên và số điện thoại của anh em trong video nha anh em nhá. Đấy, thì mình đảm bảo anh em một điều này, không bao giờ anh em có thể bị lừa được. Đấy, đọc, quên mình nói thêm nữa, đọc tên và số điện thoại của anh em trong video, nhưng bao gồm rất nhiều hàng. Chứ ví dụ bây giờ mà nó đăng lên, nó chạy quảng cáo đúng không ạ, bây giờ nó quay cho anh em xem đúng một cây kiếm, đây hàng của anh đây, không có đâu, lừa nha anh em nhá, lừa. Nó phải nhiều hàng buôn bán, mà buôn bán một hai cái hàng đâu có ấy đâu, đâu buôn bán được đâu, đúng không ạ? Phải rất rất nhiều hàng thì mới có cái sự gọi là anh em là tin tưởng được. Đây, mình quay cái video này lên đây, thật sự mình nói anh em này,
Rất nhiều anh em dạo này hỏi đến mình, nhiều anh em chửi bới, nhiều anh em không hiểu, anh em chửi bới mình, anh em đã bị mua lừa, anh em đã bị lừa chỗ nọ chỗ kia rồi, anh em đến với mình anh em chửi bới mình, đụ mẹ mày thế nọ thế kia các kiểu, đụ mẹ mày bây giờ mày không cho kiểm mày không giao hàng thì sao, thì sao, thì tất nhiên anh em mất tiền rồi đúng không ạ, anh em mất tiền đấy. Nói thẳng luôn, mua bán những cái hàng cấm này anh em phải tìm hiểu, phải biết về cái người bán, biết về hàng hóa, biết về cái mặt hàng mình mua là hàng gì. Đây nó không phải là quần áo nha anh em nhé. Còn mình nói thêm mà như này này, miền Bắc nhận hàng thanh toán không cần cọc, mình sẽ hỗ trợ cho những anh em nào chưa biết về mình kiểm hàng nha anh em nhé, hỗ trợ cho anh em kiểm hàng với một điều kiện kiểm, nhưng mà anh em không được thử. Tại vì sao? Tại vì mình đã từng dính những cái trường hợp rất đầu gái oan về cầm chém thẳng vào cây luôn, bởi nhựa nó dính hết ra lưỡi, bởi anh em không nhận của mình. Nói thật anh em là mình mất luôn cả cái đầu gửi đấy, rất là khổ. Mẹ cứ đi xuống đi, rất là khổ nha anh em nhé. Đấy. Còn miền Nam thì sao ạ? Miền Nam anh em cọc cho mình 50.000, 100.000, 300.000, 500.000, thậm chí chuyển khoản đối với tùy đơn hàng. Đấy, nói thẳng anh em luôn, ví dụ anh em mua một cái đao này, anh em chuyển khoản cho mình, anh em cọc của mình, ví dụ anh em là số tài khoản này, đấy thì cọc cho mình 50-100. Đấy, anh em không có ấy thì cọc cho mình cái thẻ 50-100. Tiền cọc mình sẽ trừ tiền hàng cho anh em. Còn đối với anh em trong Nam thì cứ nhận hàng tại nhà, nhưng mà anh em không được kiểm. Đấy, tại vì nói thẳng anh em này, cái hàng này này gửi ấy, đầu mình gửi ấy, là mình cho tiền người ta rồi, nhưng mà đầu trong Nam ấy người ta chỉ cần biết ấy, mình gửi cái hàng này, mặt hàng này luôn, người ta báo lên tổng đài cái coi như là mình mất luôn, mất luôn cái đầu gửi nha anh em nhá, mình mất luôn cái đầu gửi đấy. Nên là anh em nào xác định mua cái hàng này đấy thì hãy xem hết cái video này cho mình đấy, thì anh em sẽ mua hàng nha anh em nhá. Đấy, còn nếu mà đấy, sau khi anh em xem hết cái video này rồi mà anh em không tin được thì mình nghĩ ấy, là anh em đừng mua hàng này nữa, hoặc tìm bên nào người ta cho kiểm hàng và không cọc ấy, đấy thì anh em mua. Đấy. Mình nói này, từ xưa đến nay mình bán hàng không bao giờ mình chèo kéo khách hàng, không bao giờ gạ gẫm khách hàng mua thêm cái lọ mua thêm cái kia, không bao giờ nha anh em nhé, không bao giờ tự ý chào hàng hay gì cả. Anh em nào mua mình đăng bài lên, anh em nào cần thì anh em nhắn tin cho mình đúng không ạ, anh em nhắn tin gọi điện cho mình, chứ mình không bao giờ làm ba cái trò mà thấy like xong bắt đầu vào, thấy anh em like hay anh em bình luận vào hỏi hàng, em hỏi rồi bắt đầu lèo lái rồi người gạ gẫm để mua hàng, không bao giờ có nhá, nói em không bao giờ có nhá. Anh em nào cần đấy thì lấy, anh em mà cần thì đặt, mà không cần thì thôi, anh em xem cho vui, anh em hiểu không? Còn hàng ngày, không phải hàng ngày mà hàng tuần mình sẽ ra các cái video mình giới thiệu về sản phẩm đấy, mẫu mã, quay các cái video test cho anh em đấy, cho anh em xem nhé đấy. Rồi, xin chào tất cả anh em. Nếu mà anh em thấy cái thông tin này mà bổ ích ấy, đấy thì anh em có thể chia sẻ cái bài viết này, chia sẻ cái video này đến bạn bè đấy, để bạn bè là tránh bị lừa đảo. Còn cái nữa là nếu mà anh em không thích ấy, nhá, anh em không thích, anh em không cần phải lời qua tiếng lại làm gì, anh em ấn vào cái nút dislike đấy nhá, cái nút dislike, và anh em báo cáo kênh của mình đấy, nếu mà anh em không thích, đơn giản vậy thôi. Anh em đều người lớn rồi, mình người lớn, anh em người lớn đấy, chúng ta hãy đến với nhau như những người đàn ông nhé. Chào tất cả anh em.